Trong mô hình máy pha cà phê này, chúng ta sẽ tiến hành gia công cho phần chân đế của máy pha cà phê. Trong Soli S thì chúng ta sẽ click chọn cái bộ phận chân đế và sẽ nhanh chóng chuyển qua môi trường gia công CAM. Thì trước khi mà chuyển qua môi trường gia công CAM thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị một chút, đó là chúng ta sẽ đưa cái bộ phận chân đế này vào trong môi trường lắp ráp để chúng ta tiến hành lắp ráp lên đồ gá. Và sẽ chuẩn bị trước những cái thành phần lỗ để chúng ta có thể kẹp chặt trong quá trình gia công. Ở đây chúng ta sẽ vào công cụ 3D 3D File X để chúng ta tìm đồ gá tìm cái công cụ kẹp chặt thích hợp. Thì các bạn thấy trên mô hình là chi tiết đã được kẹp chặt và định vị trên đồ gá. Chúng ta chuyển qua CAM Pro, đó là tính năng gia công CAM trong SOLIDS. SOLIDS CAM Pro cung cấp cho chúng ta khả năng nhanh chóng tạo đường giao cho tên đường giao để chúng ta có thể phay tạo cái phần hốc của phần chân đế. Thì đường giao nhanh chóng được SOLIDS CAM Pro tạo ra và chúng ta có thể nhanh chóng mô phỏng một cách chính xác và về khả năng phay. Việc tiếp cận và gia công những lỗ khoan trên mô hình cũng được hết sức được SOLIDS CAM Pro nhanh chóng định vị và cho chúng ta khả năng gia công những phần lỗ một cách tự động và chính xác. Chúng ta có thể pick chọn những phần lỗ và SOLIDS CAM Pro sẽ tự động gợi ý cho chúng ta những nguyên công để gia công lỗ. Cuối cùng là chúng ta sẽ play để xem quá trình gia công. Chúng ta có thể truy cập vào Boss Hub, đó là hệ thống những cái boss processor mà Siemens cung cấp cho người dùng để chúng ta nhanh chóng xuất ra code CNC và chuyển xuống cho bộ phận gia công. Cuối cùng và với công cụ tìm kiếm thì chúng ta sẽ tiến hành thay đổi phần chân đế cao su của máy pha cà phê. Chúng ta chọn phần chân đế cao su và truy cập vào công cụ tìm kiếm để tìm một chân đế khác thay thế thích hợp hơn. 3D FX sẽ tự động tìm những phần chân đế thích hợp dựa trên phần chân đế cao su mà đã chọn trước đó.